Cát Bà ngày nắng đẹp mùng 5 tháng 6 năm 2018. Bãi tắm Cát Bà Ba, một trong những bãi tắm đẹp nhất của Cát Bà. Hôm nay ngày thứ ba đầu tuần mà lượng khách đến Cát Bà đông khiếp khủng. Vấn đề tàu phà vẫn là vấn đề đau đầu nhất đối với đội ngũ hướng dẫn viên và khách hàng. Ăn trưa lúc 3 đến 4 giờ chiều là chuyện hết sức bình thường. Con nằm xuống đi cho anh Luật đắp, nằm xuống luật đấy, đắp cá lên người, nằm yên xuống, nằm hẳn xuống thế, nằm hẳn xuống rồi đắp ngực trước, đắp vú trước, nằm dịch lên nào, đắp nằm xuống hẳn đi. Đắp ngực trước. Cắt cái đấy, cắt khô ấy. Đấy. Đắp ngực trước. Nằm im. Rồi, lượt đi.